Ben thả thính tái xuất với đội hình 5 thành viên, netizen lập tức tranh cãi. Mới đây, trên fanpage chính thức của nhóm nhạc Big Bang đã cập nhật ảnh đại diện mới sau một khoảng thời gian dài đóng băng. Được biết, bức ảnh này được chụp từ album Make và có sự góp mặt của cả cựu thành viên Seungri. Đáng chú ý, ngoài fanpage chính thức của nhóm cập nhật ảnh mới, thì thành viên của nhóm nhạc G-Dragon cũng thay đổi ảnh đại diện mới. Sau đó không lâu, fanpage của nhóm tiếp tục cập nhật thêm thông tin. Fanpage đã đăng tải tiếp poster chúc mừng sinh nhật thành viên Daesung. Việc lựa chọn sinh nhật của nam idol để thay đổi ảnh đại diện khiến người hâm mộ có nhiều suy nghĩ về việc comeback của nhóm. Loạt động thái này nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ phía người hâm mộ. Nhiều người cho rằng ngày Big Bang tái xuất sẽ không còn xa. Đồng thời, một số người bày tỏ sự háo hức chờ đợi trước hành động đầy ân ý đến từ phía nhóm nhạc. Bên cạnh đó, Knet cũng đồn đoán trong dự án âm nhạc sắp tới sẽ có sự xuất hiện của Seungri sau khoảng thời gian dài dính vào scandal xảy ra hồi năm 2019. Và có lẽ đây là điều mà fan vô cùng mong mỏi, bởi đội hình 5 người của Big Bang là hoàn hảo nhất. Nguồn cơn của những đồn đoán trên bắt nguồn từ việc dù Seungri rời đi nhưng dường như anh không ảnh hưởng quá nhiều tới tình cảm của các thành viên trong Big Bang. Chưa kể, Dragon mỗi khi cập nhật ảnh mới về nhóm nhạc của mình đều đăng ảnh 5 người. Điều này như một lời khẳng định Seungri đã, đang và mãi mãi là một phần của Big Bang. Ngoài ra, một số khác cũng đồn đoán hiện tại nhóm nhạc đang chỉ mới 4 người và đang đợi Seungri xuất ngũ để cùng tái hoạt động. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Big Bang nhá hàng về sự trở lại trong năm 2021 này. Trước đó, nhân dịp đầu năm mới, trưởng nhóm J-Dragon cũng đã đăng tải khoảnh khắc năm bàn tay của năm thành viên Big Bang nắm chặt lấy nhau kèm theo hashtag thăng 2021-0101. Hành động này của nhóm nhạc Hàn Quốc đã khiến fan vô cùng vui mừng, háo hức cho sự trở lại trong năm nay. Tuy nhiên, động thái ẩn ý của thành viên nhóm nhạc Big Bang cũng vấp phải không ít những tranh cãi từ phía cư dân mạng. Bởi trong ảnh này, có bàn tay của Seungri, người từng liên tiếp dính bê bối trong năm 2019. Thậm chí, anh bị nói là không xứng đáng để được làm thành viên của nhóm nhạc Hàn Quốc này một lần nữa, không được xuất hiện trong các sản phẩm âm nhạc của Big Bang với bất cứ tư cách gì. Big Bang được biết đến là một nhóm nhạc huyền thoại nổi bật của Gen 2 K-pop. Đã rất lâu rồi, người hâm mộ chưa được nhìn thấy sự trở lại của Big Bang trên đường đua K-pop sau khi các thành viên đã hoàn tất nghĩa vụ quân sự. Họ đã chờ đợi một khoảng thời gian khá dài để lại được lắng nghe sản phẩm mới của Big Bang. Lần comeback gần nhất của nhóm là album Make trong giai đoạn 2015-2016 trước khi các thành viên đi nhập ngũ. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Big Bang đã có dự định có màn tái xuất tại lễ hội âm nhạc đỉnh cao Coachella, nhưng vì dịch bệnh COVID-19 bùng phát nên nhóm chưa thể hội ngộ với khán giả. Chính vì thế, người hâm mộ rất mong sản phẩm của Big Bang sẽ được sớm ra mắt trong năm nay. Cùng chung không khí nóng bỏng của mùa hè này, mới đây, truyền thông Hàn cũng đưa tin rằng 2NE1 cũng sẽ tái xuất với đội hình 4 người. Hiện 4 cô gái đã lên tiếng phủ nhận về vấn đề này, nhưng fan vẫn luôn hy vọng về khả năng nhóm sẽ tái xuất cùng nhau. Tuy nhiên, phát súng đầu tiên đến thế hệ thứ hai không phải 2NE1, mà Shinee đã có màn tái xuất ấn tượng trong tháng 2 vừa qua, và sắp tới là highlight tên cũ là Beast, 2BM, thần tượng giả thú đình đám nhà JYP Entertainment, như các tên trên đã và đang rục rịch comeback trong thời gian tới. Giờ đây, chỉ còn thiếu mỗi màn tái xuất của SNSD đến từ SM Entertainment nữa thôi, là hàng loạt idol Gen 3 và Gen 4 sẽ phải dè chừng.